Thưa quý vị, khởi đầu từ Nhật Bản cách đây 40 năm, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã trở thành một phong trào lan rộng ở nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và cả châu Âu với nhiều tên gọi khác nhau ở mỗi nước. Tại diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP Mỗi xã một sản phẩm toàn cầu và hội chợ quốc tế OCOP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam là quốc gia tham gia OCOP muộn nhất nhưng là nước có sáng kiến để kết nối mạng lưới toàn cầu của lĩnh vực này và dự kiến đến năm 2020, nước ta sẽ có 2.400 sản phẩm OCOP. Nón lá, giỏ sách, đồng hồ, những vật dụng thông thường bỗng trở nên đặc biệt hơn từ lá sen. Đây là những sản phẩm độc đáo được làm từ sen tháp 10, được giới thiệu tại hội chợ quốc tế Mỗi xã một sản phẩm OCOP khai mạc vào sáng nay. Những sản phẩm này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều du khách. Mục đích của mình là muốn đưa cái bông sen, cái cây sen của Việt Nam đi tới của cây đồng tháp 10 tới những cái tỉnh thành khác của Việt Nam và ngay cả có thể là giới thiệu với các bạn ở ngoài thế giới. Hội chợ lần này có 700 gian hàng của các doanh nghiệp tại 40 tỉnh thành trên cả nước và 15 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có hơn 6.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, tổ chức sản xuất ở 6 nhóm sản phẩm theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là các đơn vị còn gặp khó về vốn, năng lực chuyên môn, truyền thông tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, diễn đàn kết nối toàn cầu và hội chợ quốc tế OCOP lần này được xem là cơ hội để quảng bá và học hỏi kinh nghiệm từ các nước. Từ vấn đề tiếp cận tín dụng, từ vấn đề kết nối tiêu thụ thị trường, từ vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa là chúng ta có rất nhiều những cái dư địa để chúng ta phát triển thì chúng ta có cần thể học các cái bạn bè của các cái quốc tế để từ đó chúng ta hình thành được cái nhóm sản phẩm đặc sản OCOP của chúng ta. Mặc dù Việt Nam mới chỉ triển khai thực hiện gần một năm, nhưng chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã đạt được nhiều kết quả. Chương trình đã góp phần tăng nhanh số hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, không chỉ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng tại địa phương, mà còn xuất hiện tại nhiều siêu thị trong và ngoài nước. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ý tưởng kết nối mạng lưới toàn cầu, Mỗi xã một sản phẩm do Việt Nam khởi xướng đã được 12 quốc gia tham gia và đánh giá cao. Chúng tôi rất là mong muốn mà cái mạng lưới này khởi đầu có thể là 12. Chúng ta có thể là bao phủ đến hầu hết và tất cả các cái nước hiện nay đã triển khai cái chương trình OCOP này trên toàn thế giới. Chúng ta muốn có một sức mạnh, có một kết nối để chúng ta hành động vì sự thịnh vượng của người dân, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn. Các sản phẩm OCOP mang đậm bản chất và văn hóa của địa phương. Muốn thành công cần phải có hợp tác, kết nối trong từng địa phương và kết nối quốc gia. Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hàng năm đều phải tổ chức diễn đàn kết nối và hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP để chương trình thực sự phát huy hiệu quả.